Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Và hiện giờ là 4 giờ chiều ngày 16 tháng 1 năm 2018. Thì là chúng tôi đang hoàn thiện và phun sơn một bộ bàn ghế Âu Á hộp chương cuốn thư cho một anh khách hàng ở Việt Trì, thành phố Việt Trì. Bộ này thì gồm có 10 món. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện phun sơn đây. Đây là chiếc bàn. Bàn bộ 10 món, bàn rất to. Chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây tôi sẽ quay một video để gửi tới anh khách hàng tại thành phố Việt Trì. Báo cáo với anh là chúng tôi đang phun sơn và hoàn thiện bộ bàn ghế của anh. Trong vòng ngày mai thì chúng tôi sẽ vận chuyển đến nhà cho anh khách hàng ở thành phố Việt Trì. Có quay qua một video toàn cảnh bộ bàn ghế đây cho anh cũng như là những vị khách hàng này có thể tham khảo những bộ bàn ghế phong cách như vậy. Hiện tại là ánh sáng nó đang không phải ánh sáng tự nhiên nên là nó sẽ nhìn nó sẽ không bắt mắt bằng quý vị nhìn bên ngoài. Chất liệu gỗ đỏ thì là được hiện nay là đa số khách hàng là rất là sử dụng rất là nhiều vì giá thành hợp lý và chất lượng cũng tốt, giá thành hợp lý phải chăng, đảm bảo chất lượng. Đây là 4 chiếc ghế nhỏ đây. Chắc là trong phòng sơn chúng tôi nên là hơi tối. Chúng tôi phải thắp nhiều điện nên là nó bị lóe. Đó là 4 chiếc ghế nhỏ, còn phía trong kia là chiếc đoạn dài. Đây. Anh thợ sơn chúng tôi là đang anh dây giáp tuốt lại để chuẩn bị phun chiếc đôn trà. Đây là đang trong phòng phun sơn của chúng tôi. Mọi người ai có nhu cầu mà muốn sở hữu mua sắm những sản phẩm như vậy thì có thể liên hệ với Đồ Gỗ Tùng Tám, có địa chỉ là Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, số điện thoại là 0987 510 8 6, hoặc mọi người có thể truy cập vào website đồgỗtùng8.com. Chúng tôi có đăng kèm theo những hình ảnh sản phẩm khác ở trên đó thì mọi người có thể tham khảo, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác. Người đi xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người.